Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 14. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Chương 21. Đức Chúa Giê-xu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào, vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhưng trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ
thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Và ban ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ đặng nghe Ngài dạy. Chương 27. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: Hỡi con. Esau thưa rằng: Có con đây. Người bèn nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết. Vả đang khi Isaac nói cùng Esau con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng: Này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con và dặn rằng: Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu. Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Jacob thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sao anh con có lông, còn con lại không? Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chát lấy cho mình sự rủa xả, chứ chẳng phải sự chúc phước đâu. Mẹ đáp rằng: Con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu, hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai dê con. Vậy Jacob đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn, Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc vào cho Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Jacob không có lông. Rebecca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình. Jacob bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha. Isaac đáp: Có cha đây, con là đứa nào đó? Jacob thưa: Tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu. Xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Jehovah Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy. Isaac nói cùng Jacob rằng: Hỡi con, hãy lại gần, đặng cha rờ thử xem có phải là Esau, con của cha chăng. Jacob bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Jacob, còn hai tay lại của Esau. Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho. Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Esau, con trai ta phải chăng? Jacob thưa: Phải, con đây. Isaac bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Jacob
dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Y-sác cha người nói rằng: hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Gia-cốp bèn lại gần và hôn người. Y-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho và nói rằng: này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lại trước mặt con. Hãy được quyền chủ các anh em, các con trai của mẹ con phải quỳ lại trước mặt con. Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại. Vừa khi Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng: xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Y-sác cha người hỏi: con là đứa nào? Thưa rằng: tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Y-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó, nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Y-sác lại đáp: em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi. Ê-sau liền nói rằng: có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Y-sác đáp rằng: này, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha sẽ làm chi cho con đây? Ê-sau thưa rằng: cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc. Y-sác cha người đáp rằng: này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất cùng sương móc trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Xong, khi con lưu lạc rày đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: ngày tang của cha đã hầu gần, vậy ta sẽ giết Gia-cốp em ta đi. Họ đem lời Ê-sau con lớn thuật lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Gia-cốp con út mình mà nói rằng: này, Ê-sau anh con toan giết con để báo thù. Vậy bây giờ hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Cha-ran và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Rebecca nói cùng Y-sác rằng: tôi đã chán, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi, tôi còn sống mà chi. Chương 28. Y-sác bèn gọi Gia-cốp chúc phước cho và dặn rằng: con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an. Hãy đứng dậy đi qua xứ Pha-đan Aram tại nhà Bê-tu-ên ông ngoại con và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sinh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan Aram đến nhà La-ban con trai Bê-tu-ên vốn người Aram, lại là anh của Rebecca mẹ của Gia-cốp
và Ê-sau. Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và sai đi qua xứ Pha-đan Aram đặng cưới vợ. Và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an, lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua xứ Pha-đan Aram đó, thì biết rằng bọn con gái Ca-na-an không vừa ý Y-sác cha mình. Nên người bạn đi đến nhà Ít-ma-ên, ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Ma-ha-lát, con gái của Ít-ma-ên, cháu nội của Abraham và em của Nê-ba-dốt. Gia-cốp từ Bê-e-sê-ba đi đến Cha-rang, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Gia-cốp thức giấc nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng: Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên, còn nguyên khi trước tên thành là Lu-sơ. Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.